Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì nghe tin của bà nói là bà ngoại sắp hấp hối đó, thì hôm nay ngoại mà cô ba cầu an cho ngoại nên là Quang cũng tranh thủ đi qua nhà ngoại để thăm ngoại một chút nha, sẵn đó ghi hình và chia sẻ lên cho quý cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Quang Phạm ơi, con ơi, bà nội, bà ngoại mày bà hấp hối rồi Quang Phạm. Là chiều nay cô ba cầu an bà ngoại nè. Con có rảnh gỡ con chạy lên con thăm bà ngoại nha Quang Phạm. Nha con. Con là đứa con là đứa cháu là bà ngoại thương mày nhiều đó. Nha Quang Phạm. Lâu quá cũng không đi đò này nha. Qua đò này là qua nhà ngoại bên Cù Lao Tân Lộc nè. Nay Quang phải qua nhà ngoại đi bằng cái đò Cù Lao Tân Lộc nha. Đó, sẵn ghi hình lại cho quý cô chú anh chị xem luôn. Đó, hôm nay đi đò qua bên Cù Lao Tân Lộc bên nhà ngoại nha. Thì từ bên lúc trước ngoại ở bên nhà cũ bên đây nè, ở trong ruộng nè, là trên không có phải đi bằng đò nha. Giờ ngoại qua Cù Lao Tân Lộc, Tân Lộc là ở cái Cù Lao ở giữa mà cái con sông Hậu đó, đây là mình phải qua bằng cái đò này nè. Đò này đò tắt cái bàn nha, Thượng Hưng tắt cái bàn. Nè, ở đây là rất là nhiều đò nè. Rồi đò rời bến rồi nha. Có một xe không kịp tới nè, bất kẹn quá trời luôn. Dạ, không kịp à. Chẳng đây là Quang ghi hình sông nước cho quý cô chú anh chị xem luôn nha. Cái này là ghe lúa kìa, mùa này ta cắt lúa hết trơn rồi. Nguyên ghe lúa bự. Cái này đang ra sông cái nha, đó là sông Hậu, đó là Cù Lao Tân Lộc. Cũng lâu rồi Quang không có qua Cù Lao Tân Lộc. Sẵn hành trình sẵn ghi hình lại cho quý cô chú anh chị các bạn cùng xem luôn. Đó, đây là sông cái lớn nha. Từ nhà Quang mà qua bên đi qua bên nhà ngoại thì đi đò đấy cái chắc mắc khoảng tiếng mấy đồng hồ nha. Tiếng mấy đồng hồ là mình mới qua nhà tới bên ngoại đó. Lúc trước đó nhà ngoại ở trong ruộng thì nó cũng yên tĩnh nha. Thì cuộc sống thì yên tĩnh và vui vẻ hơn bây giờ. Bây giờ thì ngoại đã già yếu rồi. Quang cũng hay tin là ngoại hấp hối đó. Cô ba có gọi cho Quang thì nói Quang là ngày hôm nay là cô ba sẽ cầu an cho ngoại nên là Quang cũng tranh thủ đi qua để thăm ngoại một chuyến nha. Sẵn nó ghi hình lên cho quý cô chú anh chị các bạn xem luôn. Đây là con sông cái.
đây là cù lao Tân Lộc nè, thấy không? Đó là cù lao Tân Lộc, đó là tắc cây vàng, bến đò tắc cây vàng qua bên cù lao Tân Lộc nhà ngoại nha. Ở đây ta nuôi bè cá rất nhiều lắm. Đi thì có lò về nha. Đó, đó kìa. Cái lò này về. Lên bến nha. Nó từ quan qua nhà ngoại thì rất là khó đi nha. Đó. Đi đường nhỏ thôi quý cô chú anh chị. Ở bên cù lao Tân Lộc là đường cũng nhỏ nha. Đó. Thì lâu lắm rồi quan cũng không có đi qua nhà ngoại đó. Là năm ngoái rồi à. Chắc cũng khoảng cỡ năm rồi đó. Sáng nay có chuyến thì Quang cũng quay cái cuộc hành trình của Quang đi qua ngoại cho quý cô chú chị xem nha. Đây là con đường để mà đi qua nhà ngoại nè. Đường này thì đường nhỏ thôi, đường này chắc khoảng 2 mét. Đấy, 2-3 mét gì đó. Chỉ đủ để xe gắn máy chạy thôi nha. Qua những cái cầu này thấy chưa quý cô chú chị? Thì Quang lâu rồi không quay nhà ngoại thì hôm nay cũng ghé thăm thì chắc cũng sẽ gặp lại nhiều những cái khán giả cũ đó đã từng quay ngoại đó. Thì Quang chúc tất cả quý cô chú anh chị trên kênh của Quang Phạm Cần Thơ thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn làm ăn phát tài nha. Nếu có yêu mến kênh của Quang Phạm Cần Thơ thì hãy cho Quang xin một lượt like, một lượt đăng ký theo dõi, và có những cái video mới thì hãy cứ bấm xem để vô bình luận vui vẻ nha. Đây là đường quen cái con sông Cái lớn nha. Đó. Quen con sông Cái lớn. À, thấy chưa? Mùa này thì mùa lúa nên là những cái ghe lúa đầy ắp luôn á, ta đi mua lúa vậy nè. Đó, bên kia là Thốt Nốt. Còn đây là cù lao Tân Lộc. Đường đi quanh co khúc khỉu.
À, đi thì có gặp người ta bán chanh nữa nè. Đây quay cậu này là cái con đường hơi bự hơn chút xíu nha. À, đường về nhà ngoại quanh co khúc khỉu. Đây Dương Mận. Còn cái đường này nè, Quang cũng sẵn đó ghi hình lại cho quý cô chú anh chị xem. Cái đường này nè ha, đường này là đường để mà vô chỗ cái chùa nơi là chú Út Hòa Diệu Hiền ở chổng nha. Đang chú ngủ trong đường này nè, chú Út Hòa Diệu Hiền. Đây là chùa Giác Thiền nha, chú Út Hòa Diệu Hiền đang ở chùa Giác Thiền ở bên Cụ Lao Tân Lộc ha, chùa Giác Thiền, thấy chưa, đường vô chùa Giác Thiền. Thì lâu rồi Quang cũng quay nhắc lại cho quý cô chú anh chị xem luôn đó, cái đường này vô trong đó là cái chùa Giác Thiền, nơi để mà chú Út với Diệu Hiền được gửi trong chùa này nè. Sẵn là chạy vô đây một chút xíu luôn, ghi một tọa hình một đoạn lại luôn cho quý cô chú anh chị biết. Đường vô chùa Giác Thiền, nơi chú Út và Diệu Hiền đó, thấy chưa, đây chùa Giác Thiền nè, nơi chú Út và Diệu Hiền ở trong đây đó. Thôi mình cũng quay ra, chủ yếu là hôm nay mình đi thăm ngoại mà ghi lại những cái cảnh kỷ niệm hồi xưa đó, thấy không quý cô chú anh chị. Đây là những kỷ niệm hồi xưa chùa Giác Thiền, nơi là chú Út và Diệu Hiền đã ở đây đang tịnh tu ở trong chùa này, thấy chưa. Rồi tiếp tục cuộc hành trình nha. Đó, thì chắc này thì Quang đang trên đường đến nhà ngoại, một chút xíu nữa thì sẽ tới rồi nha. Đó, chắc còn khoảng 10-15 phút nữa là sẽ tới nhà ngoại rồi.
đây là nhà cổ. Thôi cũng sắp tới nhà ngoại rồi nha. Quang cũng xin kết thúc video tại đây. Và chào tất cả quý cô chú anh chị. Chúc tất cả quý cô chú anh chị thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài. Quang sẽ đăng những cái clip tiếp theo cho quý cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha.